Thưa quý vị, Viện Dinh dưỡng Quốc gia vừa công bố kết quả tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2019-2020. Kết quả cho thấy là sau 10 năm, chiều cao của người Việt có sự thay đổi mạnh mẽ. Cụ thể là nam thanh niên 18 tuổi đạt mức là 1m68,1cm và nữ đạt là 156,2cm. Đây là một mức tăng đáng kể đối với thể chất của người Việt. Tuy nhiên, mức tăng này đã đạt như kỳ vọng hay chưa? Chào buổi tối ngày hôm nay có cuộc trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Xin cảm ơn ông ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Và thưa ông, số liệu tổng điều tra dinh dưỡng vừa qua cho thấy rằng là chiều cao của thanh niên Việt Nam tăng thêm 3,7cm trong vòng 10 năm qua. Ông đánh giá như thế nào về sự cải thiện thể chất này ạ? Đây là một cái tín hiệu hết sức đáng mừng. Tức là 10 năm trước thì chúng ta đã giảm được cái suy dưỡng stunting thể thấp còi. Và chính khi mà giảm suy dưỡng thể thấp còi thì chúng ta đã kỳ vọng rằng là năm 2020 thì chiều cao của thanh niên Việt Nam sẽ tăng lên vượt cái mức là 1m67. Và trên thực tế thì chúng ta đã đạt 168,1cm. Như vậy là chúng ta đã đạt được chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đề ra cho chương trình phát triển thanh niên Việt Nam. Tức là đã vượt so với kỳ vọng đúng không ạ? Với chiều cao trung bình của nam giới là 168cm và nữ giới là 156,2cm thì so với thế giới là nhất các nước ở trong khu vực thì cái tỷ lệ cái chiều cao này là như thế nào? Chúng ta không so với thế giới bởi vì rất nhiều nước người ta không công bố các cái tỷ lệ về chiều cao, các cái số liệu về chiều cao của họ. Ví dụ như có nhiều dân tộc thì người ta cũng mang cái gen lùn thì người ta cũng không có công bố số liệu của họ. Thế nhưng mà nếu ở trong khu vực thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta vẫn còn thua kém so với những nước như là Singapore, Thái Lan, bởi vì họ là những cái nước mà trên thực tế là họ có một cái thời gian dài không bị trải qua chiến tranh và kinh tế họ cũng đã phát triển một cách bền vững khá lâu. Còn hiện nay thì chúng ta tương đương với Malaysia và chúng ta cũng đã nhỉnh hơn so với Philippines và Indonesia. Vâng, và ngoài những cái số liệu mà chúng ta vừa công bố thì còn cái điểm gì đáng chú ý trong cái cuộc tổng điều tra này không ạ? Trong cuộc tổng điều tra này thì có rất nhiều số liệu và rất nhiều nội dung, đặc biệt là cái diễn biến về tiêu thụ lương thực thực phẩm của nhân dân, rồi thì tỷ lệ suy dưỡng thấp còi, rồi các cái tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng, rồi chiều cao người Việt Nam. Và chúng tôi đặc biệt quan tâm đến là những cái vấn đề về ăn uống, diễn biến ăn uống của nhân dân thì thấy rằng là cái mức tiêu thụ thịt ở trong thành phố thì là chúng ta đã tăng lên rất cao. Tức là nếu như 10 năm trước thì thức ăn thực vật chỉ chiếm 20% trong tổng số gam thực phẩm mà chúng ta ăn vào thì hiện nay nó lên đến 37%. Và cái điều này là cái điều mà xu hướng chúng ta đáng lo ngại là bởi vì ở một số người ở thành phố thì cái mức tiêu thụ thịt đã quá cao và nhất là cái thịt đỏ mà Tổ chức Phòng chống ung thư thế giới đề nghị là ăn dưới 70 gram một ngày thì chúng ta đã có nhiều, một cái tỷ lệ không nhỏ người lớn đã ăn vượt cái mức này. Nó sẽ có thể gây ra những cái hệ quả như thế nào nếu mà chúng ta tiêu thụ thực phẩm mất cân bằng ạ? Nó sẽ gây ra cái hiệu quả của các bệnh không lây nhiễm như là các cái bệnh về tim mạch, các cái bệnh về chuyển hóa, gút, vân vân. Dạ vâng. Và với cái chế độ ăn mới thì chúng ta nên cân bằng trong bữa ăn như thế nào cho nó hợp lý ạ? Chúng ta phải thực hiện theo cái tháp dinh dưỡng mà Bộ Y tế đã duyệt. Tức là Viện Dinh dưỡng đã xây dựng cái tháp dinh dưỡng cho trẻ em riêng, cho phụ nữ có thai, cho con bú, rồi cho các đối tượng lao động bình thường riêng. Và chính vì vậy thì chúng ta nên tuân thủ theo cái tháp dinh dưỡng đó và chúng ta nên ăn uống bổ sung đầy đủ các vi chất dinh dưỡng theo các cái hướng dẫn mà Bộ Y tế đã ban hành. Và với những cái số liệu mà cái cuộc tổng điều tra vừa rồi của Viện Dinh dưỡng thì có những cái định hướng như thế nào trong việc tuyên truyền để thay đổi cái chế độ dinh dưỡng cũng như là giúp cho sức khỏe của người dân ngày một tốt hơn ạ? Trong chiến lược dinh dưỡng mà chúng tôi đang xây dựng mới theo cái sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế thì là chúng ta sẽ tìm mọi cách để mà tiếp cận thực phẩm một cách đa ngành. Tức là khi mà người dân muốn tiếp cận thực phẩm là người ta biết được là các thực phẩm đó đã được dán nhãn dinh dưỡng, nó chứa các hàm lượng các chất dinh dưỡng như thế nào. Và đồng thời thì tất cả các vùng sâu, vùng xa họ cũng có thể dễ dàng được tiếp cận các loại thực phẩm để mà đảm bảo được cuộc sống của họ. Còn ở những cái vùng thành phố thì như chúng tôi đã nói thì cần phải có cái tiếp cận lành mạnh, tức là làm thế nào đấy để ở trong cái ngưỡng hàng năng an toàn. Tức là chúng ta biết rằng là chúng ta ăn thiếu thì cũng không tốt, ăn thừa thì cũng không tốt, cho nên làm sao đấy để cho người ta ăn ở cái hàng năng an toàn là tốt nhất. Vâng, và ngoài cái việc mà chúng ta quan tâm đến cái chỉ số về chiều cao của nam và nữ đã có những cái thay đổi trong vòng 10 năm qua thì tôi nghĩ là một trong những cái thông tin mà rất nhiều người quan tâm đó là về tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi nó đã thay đổi như thế nào và chúng ta có cần tiếp tục thay đổi nó nữa hay không ạ? Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi chính là cái điểm mà chúng ta quan tâm hơn cả
Bởi vì chính nó quyết định trên chiều cao của người trưởng thành. Tức là khi một đứa trẻ 3 tuổi mà nó không bị suy thấp còi thì nó chỉ cao khoảng độ 94 cm, thì lớn lên nó có thể cao 1m7, 1m71, 1m72. Nhưng mà nếu bị suy thấp còi chỉ cao khoảng độ 64 cm thì dù lớn lên đến 18 tuổi có bổ sung cách gì chăng nữa thì cũng chỉ cao khoảng 1m58, 1m59. Đây là cái điều mà cái nghiên cứu dọc của Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành tại Guatemala và Brazil đã chỉ rất rõ. Chính vì vậy khi chúng ta giảm được suy thấp còi xuống dưới 20% như hiện nay, tức là chúng ta đạt ở cái mức trung bình theo phân loại mới của Tổ chức Y tế Thế giới, thì chúng ta kỳ vọng rằng 10 năm nữa chiều cao người Việt Nam sẽ còn tăng nữa. Nhưng không phải chỉ có vấn đề về chiều cao mà suy thấp còi trong bào thai ấy, thì nó còn ảnh hưởng đến cái thể tích của bộ não và ảnh hưởng đến các cái tổn thương của neuron thần kinh. Và chính vì vậy thì cái chất lượng nguồn nhân lực sau này mà không bị suy thấp còi thì chúng ta chắc chắn là sẽ tốt hơn, các cái chỉ số EQ của trẻ em sẽ cao hơn, và đặc biệt là nó sẽ tác động hẳn đến cái GDP của một quốc gia mà cái nghiên cứu người ta đã chỉ ra rất rõ. Vâng, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở thành phố, nông thôn và những vùng sâu vùng xa thì có cái sự chênh lệch đáng kể hay không ạ? Chênh lệch rất nhiều, thì điều này thì không phải chỉ riêng Việt Nam mà tất cả các nước khác như Malaysia, Indonesia và Philippines thì họ đều ở vùng thành phố đều cao hơn. Chúng ta hiện nay theo cái chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ thì là sẽ tập trung rất mạnh vào cái vùng sâu vùng xa, bởi vì hiện nay là ở vùng đó thì suy dinh dưỡng còi vẫn còn trên 30%. Đây là cái mức nó cao hơn rất nhiều so với ngưỡng mặt bằng hiện nay là của vùng đồng bằng thì chỉ có khoảng 17%. Vâng, và chúng ta đã có những cái giải pháp cụ thể nào để thay đổi điều này hay chưa? Chúng ta đã phải xây dựng một cái chiến lược dinh dưỡng giai đoạn mới, thì đề ra các giải pháp cụ thể, và từng tỉnh, từng địa phương thì sẽ xây dựng một cái kế hoạch hành động của riêng của tỉnh mình để phù hợp với hoàn cảnh của tỉnh mình, và trung ương sẽ hỗ trợ tối đa cho các tỉnh đó. Như cái hướng tiếp cận như tôi đã nói là tiếp cận thực phẩm đa ngành, và đồng thời là cái vào cuộc để phòng chống suy dưỡng sẽ là vào cuộc của toàn bộ các ban ngành, của các cấp các ngành khác nhau chứ không phải riêng của ngành y tế. Vâng, mục tiêu trong 10 năm tới đây của chúng ta trong việc thay đổi cái chiều cao của nam nữ thanh niên thì nó sẽ như thế nào ạ? Chắc chắn là chúng ta sẽ có cái mức tăng rất đáng kể, bởi vì là hiện nay là suy dinh dưỡng còi chúng ta giảm xuống, và chúng ta đã tập trung rất mạnh vào cái chăm sóc 1.000 ngày vàng, 1.000 ngày đầu đời, tức là từ lúc đứa trẻ thụ thai cho đến lúc được 2 tuổi. Nên nhớ rằng trong thời kỳ mà mang thai trẻ trong bụng mẹ, đấy là cái thời kỳ mà trẻ có cái mức tăng chiều cao nhanh nhất, không có thời kỳ nào đạt bằng cả. Ví dụ 20 tuần thì trẻ chỉ cao 16 cm, nhưng mà đến tuần thứ 50 thì nó cao 51 cm. Và đấy chúng ta có thể thấy là đấy chỉ có 20 tuần mà cao lên 37 cm. Đấy là một cái thời kỳ mà chúng ta, một thời kỳ vàng mà chúng ta phải đặc biệt chăm sóc, đặc biệt đối với các bà mẹ mang thai. Và sau đó là giai đoạn cho con bú cũng như là giai đoạn ăn bổ sung. Nếu chúng ta chăm sóc tốt và chúng ta sẽ chăm sóc cho đến khi dậy thì trẻ em của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều. Vâng. Ở một số nước trong khu vực như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore thì họ đã có những cái chính sách cũng như là những hành động rất cụ thể trong cái việc nâng cao cái chiều cao của dân số họ. Vậy thì chúng ta có cái gì chúng ta có thể học tập được và áp dụng được hay không ạ? Trên thực tế thì họ cũng đi giống các bước như chúng ta đang trải qua. Tức là họ đã trải qua những cái bước này, và họ cũng đã trải qua những cái thời kỳ của gánh nặng kép, rồi của gánh nặng kép 3 như chúng ta hiện nay. Và chính vì vậy thì những cái nỗ lực của chúng ta đi sau thì chúng ta lại còn có cái thuận lợi là chúng ta tránh được những cái mà họ đã thất bại, và chúng ta sẽ đưa ra những cái ưu việt hơn trong cái chính sách tiếp cận của chúng ta. Hơn nữa thì chúng ta được cái sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước. Nên nhớ là Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên của Đông Nam Á và nhà nước thứ hai trên thế giới ký Công ước về quyền trẻ em. Như vậy thì trẻ em của chúng ta hiện nay là đang được ở một cái mức chăm sóc tốt nhất cả về mặt xã hội cũng như mặt gia đình. Cảm ơn ông ngày hôm nay đã đến với chương trình của chúng tôi và có những chia sẻ rất cụ thể. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.